Lừa vợ ăn bánh. Ta rất tiếc là không thể gả con gái của ta cho trò được. Sao lại thế ạ? Thưa thầy, ta biết trò là người có tài, cũng có ý nhắm chọn làm rể, nhưng ngặt nổi tính của trò lại không nghiêm chỉnh, hay trêu chọc kẻ khác, mà con gái ta lại ghét nhất điều ấy, nên nó không đồng ý. Thầy ơi, thầy hãy thuyết phục cô Điểm giúp con ạ. Con thật sự rất mến mộ cô ấy. Thầy hãy nể tình thầy trò chúng ta bao nhiêu năm mà thác thành cho con ạ. Nhưng mà Trạng Quỳnh, Quỳnh không nghe thấy cha cô ta đã nói gì à? Cha không đồng ý chọn Quỳnh làm rể, và ta cũng không nói thích một người hữu tài vô hạnh như Quỳnh. Mời Quỳnh về cho, từ nay đừng đến làm phiền ta nữa. Kìa, cô Điểm. Cái gì mà hữu tài vô hạnh chứ? Cô Điểm ơi, cô quá coi thường Quỳnh này rồi. Cô trọng hạnh như thế, để tôi xem cô lấy được người chồng như thế nào. Chào anh. Anh vừa đi cày về à? Trời nắng quá anh ha. Vâng, cũng may là kiếm được chỗ này râm mát ngồi nghỉ, không gì chết chắc. Anh đã có vợ chưa? Trông mặt mũi cũng khôi ngô đấy chứ. Sao không đi học mà lại đi cày? Thưa, chẳng dám giấu gì anh, tôi chưa có vợ con gì hết. Trước cũng theo đội bút nghiêng, hồng kiếm dăm ba chữ, nhưng dốt quá nên đành phải bỏ học đi cày. Thế bây giờ anh có muốn học hành đỗ đạt rồi lấy con gái quan bản không? Trời ơi, anh cứ đùa. Tôi chỉ mong kiếm dăm ba chữ để xem văn tự, giấy má mà còn không được, nói gì đến đỗ đạt. Còn việc lấy con gái quan bản thì đến Trạng Quỳnh cũng còn chưa chắc lấy được, huống gì là tôi. Anh cũng biết chuyện Trạng Quỳnh muốn lấy con gái quan bản mà không được ư? Là tôi nghe người ta kháo thế, chứ người ít học ít hành như tôi đã gặp được Trạng Quỳnh bao giờ đâu mà biết. Đúng là quan bản thấy Quỳnh hay chữ, muốn nhắm chọn làm rể, nhưng sao thấy Quỳnh hữu tài vô hạnh nên thôi, không gả con gái cho nữa. Vậy à? Hay chữ như Trạng Quỳnh còn không có cửa thì tôi làm gì có cơ hội chứ. Anh yên tâm, giờ quan chỉ muốn kén một chàng rể nết na phải chăng thôi. Văn chương chữ nghĩa cứ tạm tạm là được. Tôi trông anh cũng khôi ngô tuấn tú đấy, nếu chịu học tôi sẽ dạy cho anh. Anh sẽ dạy cho tôi à? Liệu tôi có học được không? Yên tâm, chắc chắn là học được. Tôi với quan bản vừa là tình thầy trò, vừa là tình bà con. Nếu anh thuận thì dần tôi sẽ làm mối cô Điểm cho. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Vậy mời thầy về nhà để con thết đãi rượu thịt, gọi là lễ bái sư ạ. À. Tốt, tốt lắm. Từ hôm đó, Quỳnh ở lại nhà anh thợ cày để dạy học cho anh, và dặn anh phải tuyệt đối giữ bí mật. Ngày ngày, Quỳnh dạy anh ta nghêu ngao vài chữ, nhưng về cách đi đứng, ăn nói và chữ viết thì dạy rất cẩn thận. Quỳnh còn bảo anh ta sắm hai cái hòm sơn son, án thư, ống bút và dăm ba bộ sách cổ bày ra ngoài cho có vẻ. Nè trò, ta dạy trò cũng được một thời gian rồi, thấy trò cũng có chút năng khiếu. Từ mai hãy xin vào tập văn ở trường quan bản nha. Xin vào tập văn ở trường quan bản ấy ạ. Liệu có được không thầy? Được chứ. Thế trò cũng muốn lấy con gái quan bản không nào? Có ta hậu thuẫn rồi, trò cứ yên tâm đi. Dạ vâng, thưa thầy. Trong số các học trò, ai là Đỗ Văn Tình? Dạ, bẩm quan bản là con ạ. Trông cũng khôi ngô tuấn tú đấy. Ta đã để ý bài của trò lâu nay rồi. Văn phong rất tốt, chữ viết cũng đẹp nữa. Kỳ văn nào cũng xuất sắc đứng đầu trường thi. Quả là rất đáng khen.
Đội ơn quan bạn đã có lời khen ạ. Học trò không dám nhận. Quan bạn nói thế ư? Dạ, học trò không dám nói sai nửa lời ạ. Quan bạn khen tấm tắc mà không biết rằng các bài văn của con đều là chép lại của thầy. Tốt lắm, kế hoạch sắp thành công rồi. Ngày mai trò hãy rủ một người bạn học thường thường ở trường quan bản đến nhà làm bạn học. Kỳ văn tới ta sẽ làm hộ bài cho con, còn chỉ việc đưa bài đó cho người bạn học kia chép lại là được. Nhưng nhất định không được nói cho người bạn kia biết chuyện. Nhưng để làm gì thưa thầy? Có thế thì quan bản mới biết rằng trình độ của con không phải dạng vừa. Dạ. Hai trò hãy nói thật đi, tại sao hai bài văn của hai trò lại giống hệt nét chữ nhau? Trò Tình, văn phong của trò thì ta không còn lạ gì rồi. Nhưng còn trò Tám, xưa nay văn lý tầm thường mà nay lại có nhiều câu trác loạn. Trò thử giải thích xem. Dạ xin quan bản thứ lỗi. Thật ra là hai bài văn này đều là của anh Tình viết ra. Bởi con thấy bài của anh Tình lần nào cũng được thầy khen, còn con thì học mãi vẫn không khá lên được. Sợ quan lại trách mắng nên con chép bài của anh Tình ạ. Dạ cũng chỉ vì thấy cậu Tám đáng thương quá con mới giúp ạ. Xin quan bản tha tội cho. Hai con thật thà như vậy là tốt, ta sẽ không trách phạt đâu. Con cảm ơn quan bản. Trò Tình này đúng là một người hay chữ, về tài cũng sắp xỉ bằng Quỳnh, về hạnh thì ăn đứt Quỳnh. Nếu làm rể nhà ta thì tốt quá. Trò Quỳnh chỉ hay đi ghẹo người, chọc phá nhà quan, còn trò này hiền lành, ta rất ưng. Xem ra quan bản đã ưng trò lắm rồi. Thật thế ạ? Thế bây giờ con phải làm gì ạ? Bây giờ trò tạm thời không đến trường tập văn của quan bản nữa. Sao thế ạ? Quan bản đang thích con mà. Cứ nghe lời ta, ắt sẽ thành công. Dạ. Một vài tuần sau. Cái gì chứ? Đỗ Văn Tình đang rụt rịch đi dạm vợ ư? Dạ vâng, thưa quan bản, con nghe đồng môn của anh ta kháo nhau như vậy ạ. Áo nào mấy tuần nay không thấy cậu ta đến trường học, hóa ra là nghỉ học để đi dạm vợ. Không được rồi, ta đã nhắm cậu ta rồi mà. Người hãy đi tung tin rằng quan bản sẽ gả con gái cho cậu ta đi, đừng để cậu ta đi hỏi người khác. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà con đã hỏi được con gái quan bản làm vợ rồi ạ. Tháng sau con sẽ làm đám cưới với cô Điểm, thầy nhớ thu xếp chung vui cùng con ạ. Ta có việc cần phải đi xa độ vài tháng nên không giữ đám cưới con được. Nhưng hãy nhớ lời ta dặn đi, toàn bộ cày cuốc cưa thành từng đoạn rồi bỏ vào hai hòm sơn khóa lại. Khi cưới vợ về, nếu nàng có dở văn chương chữ nghĩa thì tìm cách gạt đi, nếu không lòi đuôi dốt ra thì khốn. Dạ con nhớ rồi ạ. Này Minh, hôm nay thời tiết khá đẹp, tôi với mình ra hồ ngâm thơ đi. Trời ơi, thơ với thẩn gì, tôi đang bận lắm, lát phải đi công chuyện rồi. Mình thích thì ra hồ tự ngâm đi. Thôi tôi đi luôn đi. Kìa Minh, lạ thật, từ ngày lấy nhau đến giờ cứ hễ nhắc đến văn chương là anh ta lại chối đầy đẩy, rồi ngày nào cũng chỉ xem đi xem lại một bộ cổ văn, trông chả giống người hay chữ tẹo nào cả. Cái hòm này chả hiểu có gì mà chồng mình cứ giữ khư khư, còn khóa kỹ nữa chứ. Từ hôm mới về, mình hỏi thì bảo trong này toàn là sách. Để mình xem trong này là những sách gì. Trời ơi, sao lại toàn cây cuốc ở đây thế này? Mình làm cái gì thế? Tôi mới phải hỏi mình câu đó đó. Mình giải thích đi, thế này là thế nào? Tôi... Tất cả mọi chuyện là như thế đó. Tôi xin lỗi.
tôi biết thầy dạy của mình là ai rồi. Chỉ có hắn ta mới lắm mưu nhiều kế như vậy. Là ai vậy mình? Là Trạng Huynh chứ còn ai nữa. Bảo sao cha của tôi khen mình hay chữ, hóa ra toàn bài của hắn. Hắn giận tôi chê hắn vô hạnh nên trả thù tôi bằng cách cho tôi lấy một ông chồng bất tài đây mà. Trạng Huynh ư? Không ngờ thầy tôi lại là Trạng Huynh. Thế giờ phải làm sao? Mình không giận mà bỏ tôi chứ. Thì sự đã thế rồi, giận mình phỏng có ích gì. Thôi thì từ nay tôi sẽ dạy mình học cho nên người mới thôi. Nhưng mà hứa với tôi là phải chăm chỉ đó nha. Tôi hứa sẽ học hành thật chăm chỉ. Nào, bây giờ lấy sách bút ra đi, bắt đầu học từ bây giờ nào. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Sự tích của nhân sâm. Ngày xưa có hai vợ chồng người tiều phu nghèo khổ, làm lụng vất vả quanh năm, tờ mờ sáng đã đi ra làm, đến tối mệt mới về nhà mà cũng không kiếm đủ gạo ăn. Hai vợ chồng có một cậu con trai nhỏ, mỗi ngày đi làm họ đều chỉ để cho con một bát cơm trắng nhỏ ở nhà. Trong cảnh thiếu ăn đó, hai vợ chồng lấy làm ngạc nhiên, nhận thấy con của mình ngày một béo tốt, hồng hào khỏe mạnh như đã được chăm nuôi tẩm bổ khác thường. Vì đứa con còn bé, chưa nói năng gì được nên cha mẹ nó muốn hỏi han về sức khỏe lạ lùng của con cũng đành chịu. Thời gian sau, đứa con đã biết nói chuyện. Cha, mẹ. Vẫn mang thắc mắc trong lòng nên đôi vợ chồng gắng gặng hỏi đứa con nhỏ. Cha, mẹ. Giỏi lắm, con ngoan của ta. Ôi, con trai của mẹ, mỗi ngày cha mẹ chỉ có thể để lại một phần cơm trắng cho con, còn có đủ ăn không? Dạ, con chẳng ăn bát cơm ấy bao giờ cả. Hả, tại sao lại thế? Mỗi khi cha mẹ đi làm thì bầy khỉ rừng kéo vào ăn sạch cơm rồi bỏ đi mà. Không ăn tí cơm nào, nhưng sao suốt thời gian qua con vẫn khỏe mạnh, bụ bẩm được thế này? Con không biết thưa cha. Vậy lúc cha mẹ không có ở nhà, có sự lạ gì xảy ra không con? Dạ không ạ. À, trong lúc cha mẹ vắng nhà, có một cậu bạn vẫn đến đây chơi đùa với con đấy. Và cả ngày con chỉ chơi cùng bạn ấy thôi. Sao lại thế nhỉ? Nhà chúng ta ở đơn độc một mình trong rừng vắng, thì lấy đâu ra đứa trẻ nào đến đây được? Sao rồi, ông nghĩ ra chuyện gì ư? Tôi đang có chút hoài nghi. Thì ông cứ nói ra thử xem. Tôi nghi đứa bé đến chơi với con mình chính là người sâm. Hả? Người sâm? Đúng vậy, người sâm là linh hồn của cây sâm, có khả năng giúp con người trường sinh bất lão. Không thì còn ai khác vào đây? Nhưng mà đó chỉ là truyền thuyết thôi, chắc gì đã có thật trên đời chứ. Nếu không có thật thì ai biết để mà nói ra thành truyền thuyết. Trước tôi cũng nghe đồn khu rừng này có cây sâm quý, nhưng vì chưa từng thấy hình dáng cây trước đây nên không thể chắc chắn được thôi. Người sâm là linh hồn của cây sâm, có khả năng giúp con người trường sinh bất lão ư? Những chuyện như vậy mà ông cũng tin được hay sao? Ôi, thật là. Nhưng rõ ràng là con mình nói như vậy. Và sự thật thì mình nhìn xem, trộm vía, con khỏe mạnh, mập mạp, đáng yêu thế kia. Hay có khi nó tưởng tượng ra thôi. Tưởng tượng hay không, phải thử mới biết. Thử làm sao? Bà lấy cho tôi cuộn chỉ gai ra đây. Chỉ gai hả? Con ngoan của cha, mỗi ngày đều có cậu bạn đến đây chơi với con phải không? Vâng thưa cha, có bạn chơi cùng thích lắm cha ạ. Bà đưa tôi cuộn chỉ gai nào. Đây ông. Cha bảo con này, ngày mai khi bạn đến chơi, con hãy lấy một đầu dây chỉ buộc vào tai bạn nghe con. Lấy chỉ gai buộc vào tai bạn ấy để làm gì thưa cha? Cứ làm theo lời cha dặn là được. Vâng thưa cha. Ngoan lắm. Liệu có thật là có người sâm không đây? Ngày hôm sau. Mình ơi, đi làm thôi. Kìa ông, còn không nhanh chân lên rẫy thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một bữa. Chúng ta hãy cùng lén về nhà xem có đúng là người sâm đến chơi với con chúng ta hay không. Lén về xem ư? Đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Cứ phải về một hôm xem thế nào, lúc đó có người sâm thật hay không thì ta cũng có câu trả lời, không phải thắc mắc nữa. Được, vậy mình về thôi.
Nè, phải nhớ cần đến nhà, không được lớn tiếng gọi con, thật khẽ thôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Người Đừng đi. Ừ, con có làm theo lời cha dặn không? Hay lắm, có dấu vết rồi. Ừ, bà ở nhà với con xem người Sam có trở lại không. Tôi sẽ lần theo dấu sợi chỉ gai này đi tìm xem cây Sam trong truyền thuyết. Nếu tìm được loài cây có thể giúp trường sinh bất lão thì nhà ta sẽ không phải chịu cảnh khốn khổ nữa. Người đàn ông trong lòng vô cùng phấn khích, quyết đi tìm bằng được người Sam. Ông đi qua rất sâu vào rừng và rồi cũng thấy đầu cuối của sợi chỉ gai. Vì quá tham lam nên hấp tấp, ngay khi tìm thấy cây Sam, người đàn ông đã vội vàng chặt cây để đào xuống đất theo dấu sợi chỉ. Nhưng khi ông đào được xuống dưới đất thì ông chỉ tìm thấy những cái rễ có hình người. Cái rễ đó chính là củ nhân sâm, chỉ còn tác dụng bồi dưỡng sức khỏe cho con người như ngày nay. Còn về phần người sâm, linh hồn của loài cây sâm ấy không bao giờ xuất hiện nữa, cũng như công dụng trường sinh bất lão theo như truyền thuyết cũng không còn. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Sự tích Hồ Ba Bể. Ngày xưa, có một bà già ăn mày rách rưới, khổ sở, khắp người bị lở loét. Bà lê la khắp các ngõ ngách, quán chợ để xin của bố thí. Nhưng đáp lại sự khẩn khoản của bà là thái độ thờ ơ, khinh miệt của tất cả mọi người. Làm ơn, bố thí cho già chút đỉnh. Lại là bà lão ăn xin bẩn thỉu à, cút đi chỗ khác đi. Làm ơn... ơn với huệ gì? Bà già đáng ghê tởm, tránh ra. Ê, kinh quá, ăn mất cả ngon. Cho già... xin bà... Bà cút đi ngay đi. Khách hàng của tôi mà bỏ đi hết á thì bà biết tay, rồi ghé lỡ. Đáng đời. Đáng đời. Đáng đời. Bà lão trong bộ dạng thống khổ và vô cùng tội nghiệp lê lết xin ăn ở nhiều nơi, nhưng không một ai rủ lòng thương. Ở đâu bà cũng chỉ nhận lại được sự bạc đãi và thái độ khinh bỉ. Ôi. Ôi, bà ơi. Thôi chết, bà cụ bị đau rồi, bà có vẻ sắp kiệt sức, để hai mẹ con cháu dìu bà về nhà cháu nhé. Khổ thân, bà ướt hết rồi. Những vết lở loét sẽ ngày một nặng thêm đấy. Phải lau thật khô mới mau khỏi được. Người tôi bị lở loét thế này, chị nhìn không thấy sợ sao? Khổ thân cụ có tuổi rồi mà còn bị bệnh tật, cháu thấy thương cụ nhiều hơn, chứ sao lại sợ chứ? Già đi khắp làng trên xóm dưới, ai ai cũng đối xử với già rất lạnh lùng, khinh bỉ, đánh đập. Riêng chỉ có nhà chị là tốt với già. Con dọn xong cơm rồi à? Dạ, mời bà ăn cơm cùng mẹ con cháu kẻo đói. Dạ, mời bà ạ. Nhường hết thức ăn cho già, thì hai mẹ con ăn gì? Dạ, bà phải ăn nhiều cho mau khỏe lại. Mẹ con cháu khỏe mạnh thế này, ăn gì chả được. Dạ, mẹ cháu nói đúng đấy ạ. Bà phải ăn nhiều mới khỏe lại được. Dạ thấy người khỏe hơn chút rồi. Cảm ơn hai mẹ con nha. Lần sau có dịp, nhất định già sẽ đền đáp lại ân tình này. Bây giờ già xin phép lên đường. Bà ơi, ngoài trời tối rồi, đi đường ban đêm nguy hiểm lắm. Xin bà hãy cứ ở lại đây nghỉ lại. Đến ngày mai trời sáng rồi bà hãy lên đường ạ. Già không muốn làm phiền đến hai mẹ con. Dạ, không có gì đâu ạ. Nhà chúng cháu là nhà tranh vách đất. Nếu bà không chê thì cứ nghỉ lại ạ. Vậy thì già đành nhờ hai mẹ con vậy. Bà lên đó nằm nghỉ đi ạ. Thôi, hai mẹ con cứ ở đó nằm đi. Già quen nằm dưới đất rồi. Dạ, trời lạnh lắm. Bà cứ lên đi ạ. Mẹ con cháu nằm dưới này rải rơm, cũng ấm lắm rồi.
Bỗng nhiên, đêm hôm ấy, nơi bà cụ nằm hiện thành một con dao long. Nằm quấn trên sàn nhà, hai mẹ con sợ hãi rụt rời trước cảnh tượng ấy, nhưng không biết làm thế nào. Hai mẹ con đành chùm kín chăn và ngủ, mong cho trời mau sáng. Con người ở đời phải có lòng nhân, những kẻ bạc ác nhẫn tâm rồi sẽ bị trả giá. Trong đêm nay, trong những người ta gặp, chỉ có hai mẹ con là người tốt bụng thôi. Đêm nay, khu này sẽ có một cơn bão lũ khủng khiếp chưa bao giờ từng có. Cơn lũ sẽ nhấn chìm tất cả, đưa khu này về thổ hồng hoang. Nó là sự trừng trị đích đáng cho những kẻ độc ác. Chỉ có hai mẹ con là giàu lòng nhân ái. Hai mẹ con hãy cầm lấy túi tro này rắc quanh nhà. Bão lũ sẽ không thể nào mà dâng lên được. Mà nếu có đi đâu thì cũng hãy đi lên núi cao mà tránh lũ. Chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng mà thưa cụ, nước lũ to như thế, làm thế nào mà cứu người được ạ? Khá khen cho tấm lòng luôn luôn muốn hành thiện cứu người của hai mẹ con. Thôi được, ta định để nước lũ cuốn trôi đi những kẻ bất nhân. Nhưng thôi, vì nể tấm lòng của nhà chị hãy cầm lấy vỏ trấu này. Nó sẽ giúp cho chị làm việc thiện. Trời ơi, sao tự nhiên mưa lớn quá? Mưa vừa thét, tôi chưa bao giờ thấy ông trời nổi giận đến thế. Quả nhiên, đúng như lời bà cụ già. Buổi tối hôm ấy, giông tố đổ xuống, nước lũ lan tràn khắp mọi nơi. Chỉ trong phút chốc, ruộng đồng, nhà cửa đều lên thẳng nằm trong bể nước. Đó thực sự là cơn thịnh nộ của thần linh. Điều kỳ lạ là chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con người phụ nữ tốt bụng nổi lên trên biển nước. Bầu trời xám xịt, mưa xối xả, nước lũ ào ào dội xuống ngôi làng. Đúng lúc đó, từ dưới mặt nước, một con dao long lớn bay lượn sáng rực cả bầu trời, sấm sét nổ vang trời, mây cuộn lên vần vũ. Con người ở đời phải có lòng nhân, những kẻ bạc ác nhẫn tâm rồi sẽ bị trả giá. Thế đấy, đó là lời kể của bà cụ già về nguyên nhân trận lũ khủng khiếp này. Giờ chúng tôi thấm thía lắm rồi. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Đúng đấy, từ giờ chúng tôi nhất định sẽ thay đổi. Cảm ơn lòng nhân đức của chị đã cho chúng tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhờ sự nhân đức của hai mẹ con quá phụ mà rất nhiều người đã được cứu sống trước cơn thịnh nộ của thần linh. Mãi mãi về sau, vùng nước ngập ấy người ta gọi là Hồ Ba Bể. Còn căn nhà của hai mẹ con quá phụ sau này được người dân tưởng niệm ngày ngày đến thắp hương. Còn nơi Gò Đất có ngôi nhà hai mẹ con gọi là Gò Bà Quá. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.